Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Cựu cố vấn nêu lý do Ukraine nên nhanh chóng thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Ukraine thừa nhận phương Tây do dự trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine vì sợ leo thang xung đột. Nổ lớn ở ngoại ô Kiev, Nga thọc sâu giành tâm trấn khả cốt. Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần đến lớp đầu công bố video khoảnh khắc máy bay chở thủ lĩnh gồm nở lao xuống vùng Tiver. Vì sao chiến dịch phản công của Ukraine khiến phương Tây thất vọng? Cựu cố vấn nêu lý do Ukraine nên nhanh chóng thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Trước viễn cảnh dòng viện trợ tài chính và quân sự từ Mỹ cạn kiệt, cựu cố vấn hai đời Tổng thống Ukraine khuyến nghị Kiev nên tìm cách chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Oleg Soskin, cựu cố vấn kinh tế cho Tổng thống Ukraine Leonid Karachuk và Neolit Kukma vào những năm 1990 cho rằng Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông lập luận rằng nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ trong vòng vài ngày, Ukraine sẽ phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Ông cho rằng Quốc hội Mỹ có thể từ chối thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 24 tỷ USD theo đề nghị của Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh Đảng Cộng hòa ngày càng miễn cưỡng viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Điều này có nghĩa là Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không thông qua gói viện trợ 24 tỷ USD này. Họ cho rằng cục diện chiến sự hoàn toàn bế tắc. Đó là lý do Ukraine sẽ không nhận được thêm viện trợ, cựu quan chức Ukraine nói. Ông nhấn mạnh đáng quan ngại hơn, các đồng minh Mỹ trong NATO như Đức, anh và tất cả các nước châu Âu cũng có thể ngừng viện trợ, khiến hệ thống quân sự của Ukraine tê liệt. Tôi nghĩ Ukraine nên dừng cuộc chiến lại trước khi Mỹ thực sự làm vậy. Ông Soski nói, cựu cố vấn nêu rõ vấn đề quân đội Ukraine hiện nay, mất phần lớn lực lượng dày dạn kinh nghiệm hơn sau một năm xung đột, đặc biệt sau hai tháng phản công. Bình luận của cựu quan chức này được đưa ra giữa lúc báo Politico dẫn nguồn thạo tin nói rằng ngay cả những đảng viên Cộng hòa thân Ukraine cũng đang phản đối gói viện trợ bổ sung. Nghị sĩ bang Maryland Andy Harris nhận định Ukraine khó có thể giành chiến thắng bằng các biện pháp quân sự trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Ông kêu gọi người Mỹ nên cẩn trọng đánh giá lại tính hợp lý của các gói viện trợ bổ sung. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi khi cần. Các quan chức trong chính quyền của ông cũng khẳng định Washington sẽ giúp Ukraine thắng lợi trên chiến trường, từ đó giành ưu thế trên bàn đàm phán với Nga. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, những biến động trên chính trường Mỹ, đặc biệt tác động từ cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, có thể kéo theo những thay đổi trong chính sách viện trợ của Washington dành cho Kiev dù tin tưởng Mỹ và các đồng minh sẽ duy trì viện trợ nhưng Ukraine dường như cũng đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản này bằng việc thúc đẩy ngành sản xuất quân sự trong nước. Chính quyền tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ, nga rút hết quân. ép nhấn mạnh sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ. Theo ước tính của nga kể từ đầu cuộc xung đột cho đến nay, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine hơn 160 tỷ USD. Moscow cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây sẽ không thay đổi cục diện mà chỉ khiến cho xung đột leo thang và kéo dài. Ukraine thừa nhận phương Tây do dự trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine vì sợ leo thang xung đột. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho rằng Mỹ lo sợ leo thang và kích động phản ứng từ Nga nên là do dự trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời thông báo sẽ có cuộc họp cấp cao về Ukraine vào tháng 9 tới. Theo mạng tin châu Âu, Eurotip Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell đã thừa nhận việc phương Tây do dự trong cung cấp tất cả các hệ thống vũ khí cần thiết cho Ukraine do lo sợ leo thang đang gây tốn kém và một cách tiếp cận khác có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Phát biểu tại một cuộc hội thảo mùa hè ở thị trấn Santander, Tây Ban Nha, cùng với Ngoại trưởng Áo Alexander Schellenberg và người đồng cấp Litva Gabrielus Landbigis, ông Borrell cho biết khi quyết định giúp đỡ một quốc gia có xung đột quân sự, do dự có thể là một phản ứng gây rất nhiều tốn kém. Ông Borrell nói thêm rằng, xét về sự do dự của phương Tây, nếu các quyết định được đưa ra nhanh hơn và với nhiều dự báo hơn về các hệ thống vũ khí cuối cùng được viện trợ, thì có lẽ cuộc xung đột sẽ dễ sang một hướng khác. Ông Borrell cũng đặt câu hỏi, tại sao phương Tây chỉ hỗ trợ dần dần cho Ukraine, đề cập đến quyết định tốn nhiều thời gian khi ban đầu vạch ra các hạn chế về những hệ thống vũ khí được phép viện trợ, nhưng sau đó cung cấp cho Kiev tất cả chúng. Tại sao Mỹ không cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho Ukraine trong khi Anh đã làm như vậy? Có lẽ mọi người đều có cách tiếp cận khác nhau vì cách đánh giá rủi ro hoặc nỗi sợ hãi là khác nhau. Ông Borrell nêu quan điểm, theo ông Borrell, sự do dự của Mỹ dường như mang tính chính trị hơn và có liên quan đến sự cân bằng trong nội bộ hệ thống chính trị Mỹ với nỗi sợ, kích động phản ứng từ Nga. Liên quan đến quyết định mới nhất của Đan Mạch và Hà Lan cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, ông Borrell hoàn nghênh động thái này, đồng thời nói thêm rằng, eu có khả năng chi trả một phần chi phí như đã làm với các chương trình viện trợ quân sự trước đây nếu các quốc gia thành viên yêu cầu theo Quỹ Hòa bình châu Âu EPF. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thật không may chúng sẽ không được sử dụng sớm bởi vì các phi công Ukraine phải được đào tạo trước và bắt đầu càng sớm thì càng tốt. Ukraine có hạn chế là không có sự hỗ trợ từ trên không và tên lửa tầm xa, mà theo ông Borrell sẽ rất cần thiết để ngăn chặn các cuộc ném bom nhằm vào những thành phố của Ukraine. Các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây sản xuất dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu năm tới. Vòng đàm phán hòa bình Ukraine gần đây nhất vào đầu tháng 8 này tại Jeddah, Saudi Arabia với hơn 40 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc tham dự, là một bước ngoặt nữa của Ukraine để khiến cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Nga phải ngừng giao tranh. Ông Borrell nói, theo đó một cuộc họp cấp cao có thể diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Khả năng là một cuộc họp cấp bộ trưởng bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể thảo luận về hòa bình ở Ukraine. Ông Borrell thông báo với các phóng viên khi được hỏi về khả năng kết thúc cuộc xung đột, nhà ngoại giao cấp cao của EU nói, Nga đã bắt đầu và Nga phải kết thúc xung đột. Khu vực thủ đô Kiev đã xuất hiện tiếng nổ lớn trong khi Nga tiếp tục tiến công vào mặt trận Kupian nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine ở miền đông. Nổ lớn ở ngoại ô Kiev, Nga thọc sâu giành tâm trấn Kharkov. Cổng thông tin Chana đưa tin, một vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở vùng ngoại ô phía tây thủ đô Kiev của Ukraine vào cuối ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo Chana, vụ nổ làm rung chuyển khu vực Bochagoka, tuy nhiên cảnh báo không kích chưa được đưa ra ở Kiev. Thủ đô Kiev gần đây liên tục trở thành mục tiêu bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa trong bối cảnh chiến dịch phản công của Ukraine đang diễn ra trên các mặt trận miền Đông và miền Nam. Trong ngày 23 tháng 8, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở thành phố Kupian, thuộc tỉnh Kharkov. Theo hướng Kupian, các đơn vị tấn công của nhóm tác chiến phía Tây đã tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực họ phụ trách và cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, tướng Konashenkov xác nhận lực lượng Nga đã đẩy Đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupian, hạ khoảng 170 binh lính của đối phương. Quân đội Ukraine thiệt hại tổng cộng 170 người, một xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, hệ thống pháo M-77 do Mỹ sản xuất và pháo D-20. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo tướng Konashenkov, trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga với sự yểm trợ của máy bay, pháo binh và hệ thống pháo hạng nặng đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của nhóm tấn công thuộc quân đội Ukraine gần Sinkoka ở Kharkov, Novo -Jekoroka và Novo ở Lugan. Trong những ngày qua, Nga đã gia tăng đáng kể các cuộc pháo kích vào thành phố Kupiansk. Các quan chức Ukraine thừa nhận quân tiếp viện đáng kể của Nga đã biến mặt trận Kupiansk thành tâm chấn của chiến sự. Kupiansk là một trung tâm đường sắt lớn với 5 tuyến đường sắt giao nhau trong thành phố. Một trong số đó dẫn thẳng đến Nga. Điều này khiến Kupiansk trở thành một mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga đã vận chuyển các binh lính và nguồn lực thiết yếu qua Kupiansk để tiếp viện cho các trận chiến ở miền đông Ukraine khiến thành phố này trở thành mục tiêu chính cho các cuộc phản công của Kiev. Tại mặt trận miền Đông, tướng Konashenkov thông báo lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Tổn thất của quân đội Ukraine lên tới 180 binh lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một pháo tự hành Akashija, một hệ thống pháo cơ giới Vozika, một pháo D-20 và một pháo D-30. Trong khi đó, ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga tiếp tục tấn công các đơn vị của quân đội Ukraine và gây tổn thất lớn cho lực lượng Kiev. Ở hướng Nam Donetsk, máy bay và pháo binh của nhóm tác chiến phía đông đã tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của đối phương tại các khu vực gần các khu định cư Staromaoskoi và Urojanoi ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tổng thiệt hại của đối phương gồm 145 quân nhân thiệt mạng và bị thương, xe tăng, ba phương tiện cơ giới và một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần đến lớp đầu. Các lực lượng của Nga ở phía nam Ukraine đang nhanh chóng tăng cường tuyến phòng thủ thứ hai giữa bối cảnh quân đội Ukraine đã tiếp cận được lớp đầu tiên. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay, thành quả của Ukraine ở khu vực Japorizhia và Donetsk, đặc biệt là quanh các ngôi làng Robotini và Orojani trong những tuần gần đây, đã đưa các lực lượng của Kiev tiến gần phòng tuyến Sorovikin. Đây là một hàng rào bao gồm các bãi mìn và các công sự được xây dựng trong 10 tháng qua nhằm làm cản bước tiến công của Ukraine. Phòng tuyến trên được đặt theo tên của tướng Nga Sergei Sorovikin, người giám sát việc củng cố các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát từ cuối năm 2022. Bản tin buổi tối của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng ghi nhận việc tăng cường đáng kể hoạt động xây dựng của Nga sau phòng tuyến đầu tiên. Nga dường như lo ngại về những bước tiến gần đây của Ukraine ở khu vực Donetsk, Zaporizhia và ở phía tây khu vực Zaporizhia. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay tổ chức này cũng dẫn ra các hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng của Nga đã mở rộng một cách đáng chú ý các công sự phòng thủ gần Trevo Nosilika thuộc khu vực Japorichia, cách tiền tuyến hiện tại khoảng 25 km về phía tây nam. Trong khi đó, Đại tá Ukraine Petro cho biết các lực lượng của nước này có kế hoạch phá hủy các vị trí phòng thủ của Nga ở phía nam Ukraine và Crimea, tấn công vào hành lang trên đất liền nối với các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Ông Petro cũng tiết lộ Nga đang tăng cường sức mạnh cho mạng lưới phòng thủ ở eo đất Perekup, chia cắt bán đảo Crimea và phần đất liền của Ukraine và xây dựng ba phòng tuyến ở đây. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Thiếu tướng Kirill nhận định, các lực lượng của Nga đang chuẩn bị bảo vệ Crimea. Theo ông, Moscow đã thành lập 4 nhóm quân mới ở bán đảo này để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine tại đây. Việc xây dựng thêm các công sự phòng thủ ở Russia và đất Perekup cũng như thành lập bốn nhóm quân ở Crimea cho thấy Nga đang ngày càng lo ngại về các cuộc tiến công gần đây của Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam. Cuộc phản công của Ukraine hiện đã trải qua hai tháng tiến triển với nhịp độ chậm và nhiều tổn thất. Các quan chức này giải thích cho việc chưa đạt được đột phá là do các bãi mìn và phòng tuyến kiên cố của Nga. Tuy nhiên, họ cũng hối thúc dư luận và các bên ủng hộ kiên nhẫn, đồng thời nói rằng việc bào mòn binh lực Nga cũng quan trọng như việc giành lại lãnh thổ. Cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Robotini đã đưa lực lượng này tiến gần tới việc tiến hành các chiến dịch tấn công phòng tuyến thứ hai, được cho là yếu hơn phòng tuyến đầu của Nga trong khu vực. Video ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tiver, phía tây bắc thủ đô Moscow, đã lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Thủ lĩnh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, được cho là hành khách trên chuyến bay này. Công bố video khoảnh khắc máy bay chở thủ lĩnh Wagner lao xuống vùng Tiver. Theo Ria Novosti Nga, một đoạn video ngắn do kênh Telegram Mash và Baza đăng tải cho thấy chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy 600 lao xuống mặt đất dường như không thể kiểm soát. Đám khói đen đã bốc ra từ chiếc máy bay, nhưng không rõ bộ phận nào của phương tiện bị cháy. Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga Rosa Villacia đã xác nhận ông Prigozhin có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay này. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay, gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách đã thiệt mạng. Trước đó cùng ngày, cơ quan này cho biết chiếc máy bay tư nhân đang trên đường từ sân bay Sheremetyevo của thủ đô Moscow đến Saint Petersburg thì bị rơi ở vùng Tiver, phía tây bắc thủ đô Moscow. Một số phương tiện truyền thông Nga xác định chiếc máy bay gặp nạn là Embraer Legacy 600 mang số hiệu RA-02795 được đăng ký bởi thủ lĩnh Wagner Prigozhin. Theo thông tin cập nhật, 8 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường máy bay rơi. Bộ khẩn cấp tiết lộ và cho biết thêm rằng hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Theo hãng thông tấn TASS, Rosa Versia đã bắt đầu điều tra vụ tai nạn máy bay. Cơ quan này lưu ý, giới chức đã tiến hành điều tra vụ tai nạn máy bay Embraer xảy ra ở vùng Tiver vào hôm 23 tháng 8. Theo danh sách hành khách, ông Prigozhin cũng có mặt trên chuyến bay này. Vì sao chiến dịch phản công của Ukraine khiến phương Tây thất vọng? Phương Tây cho rằng chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine kém hiệu quả do quân đội nước này bố trí binh lực không hợp lý. Tờ New York Times dẫn phân tích của giới chức Mỹ và Anh cho rằng mục tiêu chính của Kiev là tiến tới biển Azov nhằm cắt đứt tuyến đường bộ quan trọng nối bán đảo Crimea và Nga. Tuy nhiên, quân lực Ukraine hiện được bố trí nhiều hơn tại mặt trận phía đông đối diện thành phố Ba hơn là mặt trận quan trọng ở phía nam. Quan chức Mỹ và Anh tỏ ra bối rối khi Ukraine nhất quyết duy trì một lượng lớn quân số ở phía phía đông, trong khi phương Tây yêu cầu một chiến lược rõ ràng và nhất quán. Giới chức phương Tây giải thích thêm rằng, mặc dù về mặt lý thuyết, Kiev có đủ quân để giành lại thành phố Bà Mút. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến tổn thất lớn mà lợi ích chiến lược thu về rất ít. Tờ New York Times cho biết, các cố vấn của Mỹ khuyên Ukraine nên tập trung tiến về phía Melitopol và chọc thủng các bãi mìn. Các tuyến phòng thủ khác của Nga dù phương án này có thể gây ra tổn thất nhất định về mặt vũ khí và binh sĩ. Trong khi đó, tờ Financial Times của Anh đưa tin, giới chức Mỹ được cho là muốn Ukraine tập trung hoàn toàn cho mũi tiến công ở phía Nam thay vì tiến công giải rác như hiện nay. Tờ báo tiết lộ, Mỹ muốn Ukraine tiến công mạnh hơn ở tiền tuyến vùng Japoritia thay vì phân tán lực lượng dọc tiền tuyến dài gần 1.000 km. Giới chức Mỹ muốn Ukraine lựa chọn cách tiếp cận bớt rủi ro hơn, tập trung cho một mũi tiến công duy nhất thay vì ba mũi tiến công như hiện nay, báo Anh viết. Họ tin rằng đây là cách phù hợp nhất để giúp Ukraine đạt mục tiêu chia cắt tuyến đường bộ kết nối bán đảo Crimea với vùng Donbass. Các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng với cách Ukraine phản công và hoài nghi về việc liệu Kiev có thể đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong năm nay hay không. Trong cuộc điện đàm vào ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng người đồng cấp Anh Tony Radakin và tư lệnh đồng minh tối cao NATO ở châu Âu Christopher Cavoli kêu gọi tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraina valery jaluni tập trung vào mặt trận phía nam ông Zelensky được cho là đã đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, Tổng thống Zelensky đã thị sát chiến trường Soleda gần Bamut, thăm tiểu đoàn Ajot để trình bày về tầm quan trọng của mặt trận phía đông. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, sau 2 tháng phản công, lực lượng Kiev đã tổn thất khoảng 45.000 binh sĩ và hơn 5.000 phương tiện mà không thể xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Moscow. Tờ New York Times cho biết Ukraine đã bắt đầu tái triển khai quân lực ở phía Nam. Tuy nhiên quá trình phục hồi cho những đơn vị dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không đơn giản. Sau khi phải nhận thương vong nặng nề, một quan chức Mỹ giấu tên cảnh báo, Kyiv buộc phải có sự thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật, khi đó tiến độ của chiến dịch phản công mới có thể thay đổi. Trong khi đó tờ New York Times trích dẫn nhận định của một chuyên gia khác nói rằng, thời điểm hiện tại đã quá muộn để Ukraina có thể đảo chiều cuộc phản công, Kyiv hiện phải dùng đến các lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng. Các nhà phân tích phương Tây lo ngại lực lượng Ukraine có khả năng đạt tới giới hạn vào giữa tháng 9. Tờ Washington Post cho biết cuộc phản công của Ukraine đang có dấu hiệu chững lại. Không còn nhiều thời gian để Kiev tiếp tục duy trì phản công vì yếu tố thời tiết. Ukraine đã phát động chiến dịch phản công lớn vào đầu tháng 6. Mặc dù được phương Tây trang bị thêm nhiều vũ khí, song chiến dịch phản công của Ukraine đến nay chưa đạt được đột phá. Nhiều vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ như xe tăng, xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Điều này buộc Kiev phải điều chỉnh chiến thuật phản công nhằm hạn chế tổn thất, trong khi tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ các máy bay chiến đấu hiện đại để tăng cường năng lực phòng không yểm trợ lực lượng mặt đất. Đến đây, 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!